Hướng dẫn lắp đặt Baga SR của Ablet. Xin chào các bạn. Hôm nay Adbiker sẽ hướng dẫn quay chi tiết cách lắp đặt Baga SR cho Ablet 2013 trở lên. Đối với các đời 2013 trở lên sẽ có sử dụng 3 con ốc. Theo như mình thấy đó, thì sẽ có một cây tấm tre. Tấm tre này thì các bạn chỉ cần ấn cái đầu tròn nó xuống rồi rút ra thôi. Cái này là con ốc bấm. Tiếp theo là mình sẽ tháo ba con ốc zin của cái tay dắt zin. Tay dắt zin này là mình sẽ tháo cất đi nha các bạn. Mình sẽ không sử dụng khi lắp cái baga này lên. Baga nó sẽ sử dụng thay thế cho tay dắt luôn. Tay nắm rất là cứng chắc chắn. Các bạn cứ yên tâm. Đối với hàng baga Givi chính hãng thì mình sẽ có cái hộp như vậy. Nhưng mà có một điểm dễ nhận biết nhá. Đó là cái ghim bấm. Đây, bạn thờ vừa gỡ hai cái ghim bấm hai bên đấy. Hai cái ghim bấm bằng thép. Tại vì hàng fake, hàng trôi nổi á, thì hiện tại là mình thấy là không có cái ghim bấm đó. Các bạn có thể phân biệt được. Rồi tiếp theo, đây là một bộ ốc và pad. Bên mình sẽ thử dùng và thay thế cho mấy con ốc zin. Cái này thì sẽ có một con dài, hai con ngắn. Thì chắc các bạn cũng biết rồi. Con dài thì nằm ở bên cái lỗ ngoài cùng đấy. Đây là cái baga SR GV. Hàng nhập khẩu. Thép sơn tĩnh điện chắc chắn luôn. À, một vấn đề mà các bạn luôn thắc mắc đó là cái mẫu SR này á, giá hiện tại là hơn 800.000. Nhưng mà nó sẽ không có cái đế nha các bạn. Cái baga này không kèm đế. Và baga này chỉ sử dụng phù hợp cho cái đế MP60N hoặc là MP70N. Nếu các bạn mua thùng luôn thì cái đế đó nó sẽ được kèm thùng rồi. Đây là sau khi mình đã lắp xong. Có 3 con chêm, 2 con chêm dưới, 1 con chêm trên. Rồi sau đó là sẽ sử dụng mấy con ốc mà bên GV là cho sẵn rồi. Các bạn chỉ cần chêm lông đen rồi lắp vào thôi. Cái này sử dụng khóa 12 đến khóa 13. Các bạn có thể tháo và lắp đặt ở tại nhà. Nếu như có một số đồ nghề đấy thôi. Đây là một số đồ nghề dễ sử dụng. Cái này á, thì theo mình khuyên thì không nên sử dụng máy. Đây bạn thử vừa dùng máy nhưng mà mình đã bảo là không nên sử dụng máy trong những trường hợp này. Theo mình thì nên sử dụng tay đi, cái cần tự động á. Tại vì đối với những con ốc mà bắt thẳng vào xe á, nếu như mà lỡ như mà vặn lệch một tí thôi thì có thể xảy ra tuôn ren. Đây là đang vặn tay vào. Đó, tốt nhất theo mình thì vặn tay đi. Nó sử dụng cần tự động. Cái này lắp cũng không có bao lâu. Có 1 phút à. Nên là sẽ làm tay luôn chứ không phải là sử dụng máy cho nhanh. Thực ra máy thì rất là nhanh đấy. Và cũng mạnh nữa, nhưng mà nó còn có nhược điểm. Lỡ như chỉ cần đặt cái máy nghiêng một tí thôi thì cái con ốc nó sẽ bay luôn. Mà không bay thì nó sẽ tuôn. Thì mệt nữa, lại phải taro. Xui xui thì có thể đi luôn con ốc đấy. Rồi, đây là sau khi đã lắp đặt xong thì các bạn sẽ lắp lại cái tấm nhựa đấy, tấm nhựa che đấy. Nó sẽ hơi bị cồm lên một xíu. Các bạn cứ lắp vào thôi. Chứ cái này thì thực ra là cái con ốc che chứ không có tác dụng gì hết nữa. Lắp cho đẹp thôi. Nên lắp thế nào cũng được mà không lắp cũng được. Các bạn có góp ý hay thắc mắc gì á, còn muốn mua hàng thì cứ liên hệ bên shop. Có số hotline hoặc là nhắn tin thẳng hoặc comment bên dưới, bên mình sẽ trả lời nhé. Sau khi lắp đặt xong thì các bạn vẫn đóng yên bình thường. Nó không có một vấn đề gì hết. Đây là sau khi đã xong. Các bạn cần lắp thêm thùng hay là mua nón phun phay, đồ phượt gì thì bên shop có hết.